Thưa quý vị và các bạn, kênh đào Vĩnh Tế, công trình vô cùng kỳ vĩ trên vùng Tây Nam biên diễn, thể hiện sự lao động sáng tạo nghệ và ý chí phi thường nhằm cải tạo thiên nhiên, khẳng định chủ quyền dân tộc của tiền nhân, đặc biệt là vị công thần triều Nguyễn, Nguyễn Văn Thoại vào nửa đầu thế kỷ thứ 19. Nhắc đến kênh Vĩnh Tế, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị, thường gọi là Bảy Nhị, bồi hồi nói, đó là một kỳ tích không chỉ về kinh tế, giao thương, tạo sinh kế cho người dân. Kênh Vĩnh Tế còn là phòng tuyến đường thủy, án ngữ giải biên giới Tây Nam Tổ quốc. Cái công trình của cụ Thọ Hồ thì mới thấy rằng là ngày xưa đó là không có cái thiết bị kỹ thuật gì hết trơn, bằng cái thủ công, rồi bằng cái con mắt thường. Nhưng mà phải thấy trước hết là cụ phóng một con kinh Vĩnh Tế tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây tôi muốn nói thứ nhất là nó thẳng tắp. Thứ hai là nó đi qua một cái vùng đất rất là khó khăn, nhưng mà không phải khó mà bỏ mà khó mà vẫn làm được. Nhưng mà được một cái là nếu mà chúng ta làm được thì nó sẽ rửa phèn cho nguyên cái vùng Bảy Núi và cái vùng Bắc Hà Tiên. Vĩnh Tế Hà còn gọi là kênh Vĩnh Tế, được danh thần Thoại Ngọc Hầu chỉ huy khoảng 80 vạn người đào bằng tay từ năm 1819 đến năm 1824. Kênh Vĩnh Tế có chiều dài 91 km, bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc, An Giang, thẳng nối giáp giới sông Giang Thành thuộc thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Đây là công trình mang tính chiến lược, bảo vệ quốc phòng an ninh và có nhiều giá trị về giao thông, thương mại, thủy lợi. Đại Nam Nhất Thống Chí chép, từ đấy đường sông thông, việc biên phòng và việc buôn bán đều được hưởng mối lợi vô cùng. Sau năm 1975, công trình kỳ vĩ này lại góp công rất lớn vào công cuộc quan trọng khác. Đó là khai thác tứ giác Long Xuyên, chương trình do cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt khởi xướng năm 1988. Sau 200 năm hoàn thành, Phù Sa dẫn theo dòng kênh Vĩnh Tế miệt mài bồi đắp, mang đến những mùa màng bội thu cho vựa lúa miền Tây. Từ Châu Đốc, Tịnh Biên đến Giang Thành đều dễ dàng nhận thấy nhịp sống sung túc của những đô thị sầm uất, những vùng nông thôn mới trải dọc biên giới. Ngay từ đầu kênh Vĩnh Tế, nơi hợp lưu với sông Châu Đốc, nhánh chính của sông Hậu, là trung tâm thành phố Châu Đốc, đô thị vùng biên sầm uất và đông khách du lịch bậc nhất miền Tây. Có thể nói rằng đây là một cái công trình có ý nghĩa chiến lược về mọi mặt, quốc phòng, an ninh, giao thương, kinh tế, xã hội. Dòng kinh Vĩnh Tế đã đem đến cho con người, nhất là vùng đất An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, nhiều cái giá trị to lớn, đã góp phần vào sự phát triển chung của vùng đất này. Người dân của An Giang, thành phố Châu Đốc luôn luôn tri ân cái vai trò lịch sử to lớn này. Kế thừa, gìn giữ và phát huy công trình kỳ vĩ, món quà vô giá của bậc tiền nhân, tỉnh An Giang và thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục thực hiện các quy hoạch để khai thác các giá trị từ dòng kênh, đảm bảo cho phát triển hài hòa, bền vững. Để tiếp tục phát huy cái vai trò của cái dòng kênh Vĩnh Tế trên cái địa bàn của tỉnh An Giang và thành phố Châu Đốc, thì lãnh đạo của địa phương, tỉnh và thành phố cũng đã quan tâm thực hiện cái quy hoạch để đảm bảo cái sự phát triển nó bền vững hơn, khai thác tối ưu cái hệ thống thủy lợi, giao thông, đường bộ, đường thủy phục vụ cho cái sản xuất tứ tiêu, quy hoạch cái hệ thống thủy lợi giao thông, phát triển cái cụm công nghiệp Vĩnh Tế, và để đảm bảo cho một cái bước phát triển bền vững, đột phá trong thời gian tới, kết nối các cái hạ tầng giao thông thủy lợi, giao thông đường bộ. Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đã chú trọng quan tâm đến cái việc thực hiện cái quy hoạch nạo vét các cái dòng kinh, đấu nối cái hạ tầng, như là phát triển cái hạ tầng cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, thì đây cũng là một trong những cái hạ tầng cốt lõi cùng với hệ thống dòng kinh Vĩnh Tế và các cái hệ thống mương thủy lợi, giao thông dòng sông Hậu, để đảm bảo cho cái sự phát triển hài hòa, bền vững của thành phố Châu Đốc về kinh tế, về du lịch, thương mại, dịch vụ. Để tưởng nhớ công lao danh thần Thoại Ngọc Hầu và công trình vĩ đại của ông,
Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế và tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế. Trong đó, Hội thảo khoa học cấp quốc gia kênh Vĩnh Tế qua 200 năm lịch sử 1824-2024 nhằm tiếp tục khẳng định, phát huy các giá trị lịch sử của con kênh, giáo dục truyền thống để thế hệ đời sau ghi nhớ, tri ân, đảm bảo khai thác hiệu quả dòng nước ngọt này, góp phần quảng bá giá trị văn hóa lịch sử của kênh Vĩnh Tế đến với du khách trong và ngoài nước, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển địa phương.